Bây giờ cái ví này đúng không, là mấy anh em kêu nó chuyển được S đổi cho S, là con Simbad là A đổi cho A đúng không, thì con Nara là S, con Simbad là A. Thì cái mùa giải làn sóng mua đồ này nó sẽ kéo rất dài. Vậy mấy con ra sau con Simbad với lại con Nara có đổi được không? Ừ, nó chỉ dùng với cấp S kìa, trừ tướng á thần và cấp quỷ địa ngục, chỉ dùng với cấp S thôi. Thì ai bên dưới hả? Thì ai bên dưới bao nhiêu vậy? Thì ai bên dưới hả? Đâu thì ai bên dưới là thế nào? Đâu thì ai bên dưới là bao nhiêu điểm? Đâu có thì ai đâu? Cái thì ai đâu? 2250. Vì là A chuyển qua A mà S chuyển qua S. 2250. Đây 2250 đây. A chuyển qua A, S chuyển qua S. Và chuyển luôn cấp bậc của tướng. Vậy là sau con Simbad, sau con Simbad với lại sau con Nara, sau con Simbad với lại sau con Nara là mình có thể chuyển được không? Vậy là phải quay con Simbad với lại con Nara. Bây giờ là cái mùa giải làn sóng mua đồ này nó sẽ kéo dài rất sâu. Là bây giờ phải quay mát con Nara lại, lại quay mát con Simbad để sau này mình chuyển. Ôi má có được không má, có việc không má, má dụ quay với lấy quay mắt nữa nè. Trời ơi má, mấy ông bây giờ quay một con thăng thiên làm, thì bây giờ quay một con thăng thiên S là rất ngon nha. Cái mùa giải làn sóng mua đồ này tới qua Tết lận thì có cái xét mới, thì 40 giấy xét mới dễ mà, 40 xét của cái giấy mới là nó dễ mà mấy ném. Trời mấy ông đừng có dụ tôi cái câu chuyện này, con Nara kéo về cho con Ly Xin nó đạp thì không nói làm gì. Mẹ tôi bị kinh chết bịp mấy lần rồi nổ. Đu bây giờ là vừa Nara vừa Simbad. Mà cái này là mấy ông sẽ chắc chắn đủ một con. Kiểu gì mấy ông quay hết cái banner này, mấy ông quay hết cái banner đặt trước này, thì tôi quan trọng là cái banner sau, cái hai cái banner này nó có cho quay con Nara hay không nè. Bây giờ đúng không nè, bây giờ mấy anh em hiểu không, tôi đang phân vân là cái gói này đúng không, cái hôm nay là con Nara đúng không, rồi cái gói ngày 9 này chắc chắn cũng sẽ là con Nara, rồi cái gói này có phải là con Nara không, cái gói này tôi sợ là con Simbad nè, cái gói mà sau 22 ngày nè, cái gói ngày 9 này chắc chắn là con Nara rồi, không thể nào là con Simbad được, tại vì Simbad là ngày 2 tháng 10 mới ra, là 12 ngày nữa, 12 là hết tháng này mới ra, ngày 2 tháng 10 mới ra, thì gói này còn 9 ngày nữa nè. Không hỏi nhà phát hành trả lời đâu. Cái gói này mang tiếng đi scam. Thiệt. Đù quằn quá ta. Không kịp mọi người, còn có 9 ngày nữa nè. 9 ngày nữa sao kịp, 12 ngày nữa, ngày 2 tháng 10 mới ra con Simbad mà. Hai mươi ngày sau banner hết hạn, nó để mặt con Simbad. Ủa nội ơi, 20 ngày sau thì cái ví này nó hết hạn. Cái ví này là tính, nó tính vừa khít luôn. Hôm nay là còn 22 ngày đúng không? Thì hôm nay là ngày 18 rồi, thì còn 12 ngày nữa, 12 ngày nữa là hết, 12 ngày nữa là hết tháng. Thì cái ví này nó sẽ còn 12 ngày, thì ngày 2 tháng 10 nó sẽ ra là cái ví này nó có biến thành mặt của con Simbad không? Thì cái ví này đang là mặt của con Nara nha. Thì ý tôi là bây giờ nếu như hết 12 ngày thì cái ví này nó có biến thành cái mặt của con Simbad không, hay là vẫn là mặt của con Nara? Thì nếu như mặt này, nếu như mà tính theo ngày đi, thì ngày ra mắt cái ví này, hôm nay là còn 9 ngày, thì cái ví này chắc chắn cái ví móc 2 này sẽ là mặt của con Nara. Bây giờ nó có biến thành con Simbad không, hay là con Nara? Không có hết hạn. Trời ơi mấy ông, mà ai đâu mấy ông để hết hạn, mấy ông tào lao quá, phải quay dưới sao để hết hạn. Thì kiểu gì chơi trước mấy anh em nè. Mấy anh em hiểu không? Nè bây giờ con Nara đây đúng không? Con Nara đây là còn 22 ngày. Mà còn 9 ngày nữa thôi là 9 ngày nữa thôi là nó ra thêm một cái móc mới rồi. Mà 9 ngày nữa lúc đó vẫn chưa ra con Simbad nha, vẫn chưa ra con Simbad nha. Thì con Simbad nó ra vào ngày là 2 tháng 10, thì ra ngày 2 tháng 10 nó vẫn còn 2 ngày, cái ví này nó vẫn còn hạn. Thì cái ví này nó có biến thành hình con Simbad không? Trời ơi mấy ông ơi, nó quằn mãi cứt đúng không? Bây giờ là 22 ngày.
còn 12 ngày nữa là hết tháng, cộng thêm ngày 2 tháng 10 ra con Sinbad là 14 ngày. Thì cái vé này nó vẫn còn thời hạn, thì lúc mà tới thời hạn ra con Sinbad thì cái vé này có quay con Sinbad được không, hay là chỉ quay được con Nara? Sao lại quay đại? Đủ tiền của tao, tao đi làm cả buổi luôn mà sao quay đại? Đủ tiền của quay đại, đại cái đầu bùi mẹ, tiền tao đi làm chích con đĩ mẹ luôn á, mẹ đi làm cả đêm luôn á, mẹ đi làm nha, xương máu làm nha. Cái sao kêu quay đại với ông coi vui chơi, mẹ tôi quay đâu vui đâu, lộ tôi chơi mà. Mẹ con chát bây giờ ai dám tin, tin tưởng con chát nổi. Rồi mẹ nó. Ôi, biệt thiệt chứ. Mấy tôi làm tôi yếu quần luôn á, tôi ốc hôm thứ hai để tôi đi làm á mấy ông nội. Trời ơi mấy. Rồi, để tôi nhắn tin tôi đi hỏi admin mấy đi, mà tôi nhắn tin tôi đi hỏi admin. Thì bây giờ đến cuối con Simbad nó có chuyển thành con Simbad không? Thì nếu như mà nó không chuyển thành, bây giờ nó chuyển thành con Simbad thì mình lại mất con này ra. Đúng không? Bây giờ mình nè, bây giờ là mình chuyển con Sinbad đó, nếu như mà bây giờ tới cái banner con Sinbad á mà cái bé này mình chuyển qua nó bị mất thì nó tự nhiên con này là con này là đen con bậc S đúng không? Thì mình không chịu quay, tự nhiên tới lúc mà ra con Sinbad tự nhiên mình đi quay quay con bậc A làm gì? Hỏi mọi người nên nhớ nha, con này là con bậc S mọi người. Admin nhắn tin luôn mấy ông nhắn tin này admin, sợ admin còn không biết. Trời ơi má, tao nói game nó bịp. Là hai gói này là của Naga rồi nè, bây giờ hai gói này là của Naga 100% rồi nè. Rồi tiếp tục chưa hết, hai gói này là của con Sinbad à, vì hai gói này là hai hai gói này là hai của hai gói này là hai của con Sinbad rồi, tại vì ngày 22 với ngày 27 là ngày 10, ngày 2 tháng 10 là ngày 2 tháng 10 là sẽ là ngày ra mắt con, trừ 12 ngày ra đi, bây giờ đang là ngày 22 đúng không? Mình trừ 12 ngày đi, còn 10 ngày nữa thì cái ví này, hai cái ví này sẽ nằm trong banner của con Simbad. Thì bây giờ mình bỏ ví ra mình quay, mình quay ra lên đăng thiên luôn. Trời ơi, đã kêu là đầu tư ra mẹ, bây giờ đúng không? Bây giờ nó cho này 40 rồi, một con, hai con, ba con rồi, đúng không? Là nó cho mấy cho mấy niềm ba con Nara rồi, giờ mấy niềm thiếu mấy con, mấy niềm thiếu 5 con nữa. Đúng không? Gói 1 là của Nara, gói 2 là của Sinbad. Sao mỗi vé một con vậy, làm sao nữa vậy? Đồ, game bắt đầu bịp rồi đó. Tại sao mà kêu gói 1 của Naga mà sao gói 2 là của con, sao gói 2 là của con, gói 2 là Sinbad mà gói 3 là của con Lucas được? Gói 3 mà sao gói 3 là của con Lucas, sao gói 3 của con Lucas được? Gói 3 này ngày 22 mà đang nằm trong banner của con Sinbad mà. Trời, mọi người nhìn ngay nhé, mọi người nhìn ngay, bây giờ còn 12 ngày mọi người trừ đi. 12 ngày nữa là hết tháng, mình trừ cho 22, mình trừ cho 22 ngày là còn 10 ngày. Thì 10 ngày nữa khi mà ra mắt á, là con Sinbad là ngày 2 tháng 10 thì con xin cái ví này, cái gói này là gói nằm trong tháng của con Sinbad. Ra úp con nào là hiện mặt của nó. Trời ơi, bịp nữa đâu mẹ. Em bịp nữa rồi đó, trời ơi mẹ. Lấy cái vé này bây giờ kiểu gì cũng phải quay rồi, đúng không? Bây giờ cái vé này bây giờ kiểu gì cũng phải quay con Nara rồi, đúng không? Bây giờ kênh chat chốt cho tôi đi. Bây giờ cái vé này cũng kiểu gì cũng phải quay con Nara rồi, đúng không? Giờ cái vé này bắt buộc là mình phải quay con Nara rồi, hay là bây giờ mình chờ tới cái ngày cuối cùng coi thử nó có chuyển qua con Sinbad không? Thôi đợi, quyết định là mình đợi. Mình đợi đi. Mình đợi mọi người. Mình đợi đi, mình đợi đi, tốt nhất là đúng rồi, ai sợ thì chờ, đúng rồi. Vậy bây giờ ai đâu biết được đâu, mình sống vội làm chi, đúng rồi, mình chờ thôi. Vậy cũng mấy ngày nữa rồi mấy anh em chờ đi. Nếu thật sự mà bốn cái banner này mà nó cho bốn con khác nhau thì yếu quần. Thì đâu quay con gì đâu. Không hết hạn được. Sao mà hết hạn được? Mấy ông tính sao hết hạn vậy, cái giấy này là 22 ngày mà sao hết hạn được? Sao mà hết hạn được mấy anh em? Rồi má, vậy tính ra mẹ tôi bị bịp 800 ngàn rồi.
Trời ơi, 800 ngàn là bốn con tướng, mỗi con tướng 200 ngàn. Cứu tôi, trời ơi, tim tôi bay ơi, trời ơi, bốn con tướng, mỗi con tướng 200 ngàn đồ. Ai đã cứu tôi? Ai đã cứu tôi? Trời ơi, tính ra chỉ có đi mua vật phẩm đá thôi với ông ơi, ai đã cứu tôi đâu? Mẹ thiệt chứ, mẹ cái việc làm sao này thì nghĩa lý gì, quay 40 lần bảo hiểm thì cũng như vậy thôi mấy em ơi. Vậy tính ra bỏ 800 ngàn để quay một con cứng thần hả? Game bịp với ông ơi, để chút nữa tôi đi hỏi lại cái vụ này cái cho nó chắc chắn cái thông tin cái vậy chứ, để nó cắn quê quê thiệt chứ. Bây giờ quay trong banner này nó sẽ thường là tôi nghĩ là Sinbad là A, mấy con sau nó sẽ là S. Ngày cuối rồi, ngày cuối rồi. Ngày cuối rồi mọi người. Tại vì tôi đang muốn con in một con hỗ trợ mọi người, không biết con hỗ trợ đó là A là S đó, bây giờ chỉ có chọn một trong hai thôi. Tại vì mọi người biết sao không? Tại vì mọi người biết sao không? Là bây giờ á, là cái banner này sẽ có một con hỗ trợ. Nghe, cái banner này sẽ có một con hỗ trợ. Thì cái con hỗ trợ đó là tôi không biết nó là A hay là S. Không biết đó là bậc A hay bậc S. Thì giờ nếu như mà có chuyển á, thì phải quay một con trong banner này Onin. Thì nếu như là bậc S á, thì phải quay con Nara này. Nara, Nara lại Sona là S. Sinbad, Lucid là A. Đúng kết này. Sonja là con nào ta? Sonja tôi quên mất, con Sonja là con nào? Con Sonja là con nào? Phan từ, con Sonja là con nào? Rồi để coi lại cái hình không nhớ. Con Sonja là cái con bướm đó đúng không? Con Sonja là con bướm đó đúng không? Sonja là con bướm đúng không? Từ Sonja. Đúng không? Sonja là con Fiora hay sao dịp mẹo nữa. Trời ơi. Xông ra là chiến binh chứ. Buồn quá ta. Má quằn thiệt á. Thôi đợi. Ngồi mình suy nghĩ ra mình kiện đau lòng á. Mẹ đúng là 4.000%. Bị phí. Thôi thôi thôi, nếu cần clip đâu, nếu cần clip đâu, tối cái ai gửi gạch thì đi quay thôi.